đọc đọc cho thầy, đọc từ trên dưới trước, đọc lại từ một câu từ cũ. Clam out. Clam out. Machine. Shiny. Believe. Slit. Slit. Dear answer. Slick. Slick a chữ a. Slick. 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 Đúng rồi. Machine. 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 Ok. Machine. Để tốt. Machine. Brilliant. 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 Hôm nay nó cái dùm của này hôm nay nó là lạ. Cái dùm này ok. Brilliant, ok. Đọc tiếp coi. Đó. Đó. Dodge, squid, bolts, peer, information, pen, span. Panel, panel. Panel. Pen, my. Dog slept. Dog slept. Dog slept. Rồi đọc đọc lại mấy cái đọc lại mấy cái bài nữa. Wow, would you take a look at this? Wow, would you take a look at this? Vero Columbus out the metal door of the time machine. Soon his best friend was close behind him. Just this morning, he had started the shiny sliver machine for the first time. Now the boy had believed it was actually good. Có cái từ silver nha, silver, 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 silver machine. Silver machine. May the boy have believed it would actually work. Okay, check it out. Tiếp con. Check it out. There are men in small sleds everywhere. Zealous stone boss boy looks around his key. Dogs and humor sleds were very good. As far as I could see. Yell, yell chứ mà yell là yell. Cái đọc mình yell đờ. Yeah. Cái này là âm đờ chứ không phải là bữa thầy đã nói nha, con không có chắc chữ cái ed á. Thì con có đừng có đọc nha, cứ đọc bình thường thôi. Yelled. Yelled. Còn khi nào thôi, yelled. Nhớ nha, ed con đọc bình thường thôi, đừng có đổi gì hết. Rồi everywhere, everywhere. Everywhere. Mà everywhere. Lưu ý cái từ sled nha. Tiếp không? The sled. The sleds were made of brown wood and their antler. As sled dogs were pulling its sled glancing around, the boy noticed the land was covered with brilliant white snow. Where are we? Asked Pedro. It looks like we might be in Alaska. Could we have landed in the middle of an Inuit dog-sled trail? Lodge, con bị cứ con quên cái
đọc cái từ lodge không vẫn bị lặp lỗi sai này. Lodge, lodge. Lodge. Đúng rồi, lodge. Ừ. Lodge. Đúng rồi, tiếp tục không? Without warning, warning, warning. Warning. Đúng without rồi. Warning, a sleigh sauce past them, swaying dangerously. Move out how we wait. They toast their hands, a driver shoots at dogs passed in front of them. Sao nha, sao. Giống từ gieo, sao. Hô sao. Sao, la, hô la, sao. Mà. Sao. Shout. 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 Có chữ tờ. Chứ không phải là chữ sao không. Shout. Shout. Rồi, có chữ tờ giỏi. Pedro and Juan. Tiếp đi con. Pedro and Juan bought for the time machine. As they closed the door, they peered out the window, watching the rays glitter across thin ice. Glide, 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 glide. Đó, cái từ đó là cái gì? Tiếng Việt là gì? Bữa thầy cho con ghi là gì? Cái tôi khởi lại nào thầy. Watching the razor glide đó con. Glide. Glide. Cái câu cuối á. Hôm qua thầy cho con ghi rồi á. Lướt đi ạ. Ừ, giỏi. Across. Thick. Thick nha. Thick là dày. Thick eye. Thick. 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 Đúng rồi. Thick eye. Rồi tiếp tục con. Pedro glances at the information pen. Inuit, Alaska. 1000 BC glancing at his watch. He realizes it was nearly 5 o'clock p.m. He fiddles a switch. The time missile began firing. Away from the Inuit dogs' race, they span, arriving home just in time for dinner. Panel. 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 Ừ, không phải pan đâu nha. Không phải pen, không phải panel. Panel. Ok, nè. Có một cái điểm lưu điểm nó vô lý. Nè, tại đây chỉ cho con coi nha. Cái bài này có điểm vô lý nè. Alaska 1000 BC. Có biết BC là gì không? Không ạ. Trước công nguyên. Ừ. Trước khi cái lịch nó được tạo ra con. Trước khi cái lịch được tạo ra. Xong rồi quay lại nha. Con có thấy cái đoạn thứ hai không? Con có thấy đoạn thứ hai người cái a slash shot past them swaying dangerously. Move out of my way. Đó con thấy lạ không? Ừ. Hồi đó nó con nghĩ thời xưa vậy nó đã có tiếng Anh chưa? Chưa. Chưa đúng không? Tại sao? Ừ. Thấy nó vô lý đúng không? Tại vì trong đây mà có đã move out of my way. Nhưng mà này có nhiều từ mới cũng được, không sao. Con học con đọc con hiểu hết không? Có cần thầy dịch chỗ nào không? Dạ, con cũng hiểu được nội dung chính ạ. Hiểu chắc chưa? Ok. Cũng
cái đoạn cuối, cái thầy thấy cái đoạn cuối khó nhất đúng không? Cái đoạn cuối sao? Đoạn cuối được không? Cái đoạn 4 á, Đoạn with cuối all. còn hơi không hiểu ạ. Đây này, để thầy dịch cho. With all warning, không có một lời cảnh báo. Đây, đây, một cái a sled shot past them swaying dangerously. Một cái xe phóng phóng qua họ lắc lư một cách nguy hiểm. Tránh ra, tránh ra ra khỏi đường của tao. Của ta. Bọn họ nghĩ rằng bọn họ nghe người lái la lên khi mà cái xe chó đó chạy qua phía trước họ. Pedro and Juan both for the time machine, khởi động đó. Chạy tới cái time machine. As they close the door, they peer through the window watching the racer glide across thick ice. Khi mà họ đóng cái cánh cửa lại, họ nhìn qua cái cửa sổ, thấy những cái tay đua trượt trên cái băng dày. Pedro glanced at the information, liếc vào cái bảng thông tin, panel là cái bảng nha. Cái bảng thông tin trong cái máy của máy thời gian con, panel. Inuit, Alaska, 1000, chứ công nguyên, BC, before century. Before century. Glancing at his watch. Glancing at his watch, liếc vào cái đồng hồ. Anh ấy nhận ra gần 5 giờ tối rồi. He flipped a switch. Anh ấy lật cái công tắc. Cái time machine began whirring, bắt đầu phát ra tiếng động whirring. Phát ra tiếng động. Away from the Inuit dogs, let ride spun lại. Xoay á con, spin. Phải xoay rồi mới quay được mầm. Cái cổ máy đó, nó xoay. Arriving home just in time for dinner. Đó. Ok. Thầy nghĩ mình đã dịch đến đó thì làm mấy câu hỏi này nhanh không? Ok, question 1. Cho một cái gì con? A time machine. A time machine. Rồi. Dễ mà. The time machine. Cái bài này chủ yếu là về A time machine. Trong cái dấu, trong cái hai, trong mấy cái dấu đó là cái nói về cái đề bài nha con. Trong ngoặc kép. The time machine. Đề bài. Mostly about feeling the cold air in Alaska. Watching a sled. Đúng rồi. Mình học quá trời cái từ, mình gặp quá trời cái từ sled, dog sled quá trời luôn. The purpose, cái mục đích nha, purpose là mục đích of this passage is. Mục đích của cái đoạn này là gì? Con không biết thầy. Dịch toàn đáp án thử. Câu đáp án A là gì? To entertain. Entertain động từ là gì? Racing. Từ từ, entertain. Thầy đang hỏi con. Thầy đang hỏi con. Câu A mình không biết đúng không? Mình có thể loại trừ mà. Khi nào mà con không biết á, là con sẽ nhìn vô đáp án từng cái rồi con suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai mình bỏ. Ok.
Câu A, entertain. Đọc từ entertain là gì? Cái danh từ của nó là entertainment. Mình hay gặp entertainment. Entertainment là gì? Biết không? Không biết thì thầy chỉ cho. Sao không nói? Sao đâu con? Ghi vô nha. Entertain là giải trí. Giải trí. Ghi vô. Entertain. Giải trí. Giải trí người đọc với silly story of sled racing là gì? Giải trí người đọc với gì? Racing ạ. Silly story là gì con? Thì về racing đúng không? Giải trí người đọc về racing cũng đúng, cũng gần gần đúng. Silly story là gì? Những câu chuyện ngớ ngẩn ạ. Đúng rồi, nhỏ. Nhưng mà nó có ngớ ngẩn không? Không ạ. Ừ, đó, đúng rồi. Rồi câu B, to inform the reader about Inuit dog sledding. Là gì? Dịch ra là gì? Inform là gì con? Thấy không? Thì hỏi thầy à, thì không biết. Thông báo ạ. Ừ, rồi. Thông báo. Thông báo cái gì? Dịch cái câu đó là cái gì? Thông báo cái gì? Thông báo về cái Inus Gaslighting. Ừ, rồi. Vậy con thấy cái này có đúng không? Đúng ạ. Ừ. Vậy là mình câu A câu B mình thấy câu B đúng hơn đúng không? Cái tạm thời mình để đó rồi bắt bây giờ mình sẽ qua câu C câu D. Ok, to persuade. Persuade là gì? Cái persuade mình học chưa con? Chưa. Persuade thuyết phục, thuyết phục người đọc, thuyết phục nha. Ví dụ persuade Persuade. Thuyết phục. Thuyết phục người đọc như thế nào? Thuyết phục người đọc. Về cái chuyến đi ạ. To experience phải chuyến đi không? Time travel là gì con biết mà đúng không? Time travel là gì? Con biết Thời time gian của cái travel hoặc là là gì? thời gian chuyến đi ạ. Con thể du hành thời gian. Con biết về time machine mà đúng không? Time travel là du hành thời gian. Nhớ nha, ghi vô ghi vô. Còn mấy thời gian phải có du hành thời gian chứ đúng không? Phải có nói về cái chuyến đi đó. Du hành thời gian. Experience
Thầy nghĩ con biết từ experience chứ, đúng không? Hình như con cũng đã học từ này rồi chứ. Từ này cũng hay gặp mà. Kinh nghiệm ạ. Ừ, cái đó là danh từ nha. Nhưng mà động từ là trải nghiệm. Ghi vô thêm vô, trải nghiệm. To experience mà. To experience là trải nghiệm. Ghi vô. Đây là câu C là thuyết phục người đọc trải nghiệm du hành thời gian. Sao? Con thấy nó hợp lý không? Vâng, con chọn câu D. Sao con? Vâng, con chọn câu D ạ. D hả? Con chọn D rồi con. Con chọn câu C. Sao du hành thời gian có làm được không? Có thực tế không con? Sao mà câu C được? Du hành thời gian có thực hiện được không? Dạ không ạ. Ừ, vậy sao mà thuyết phục người đọc lên đời trải nghiệm du hành thời gian B được đúng không? Câu B có đúng không ạ? Câu B đúng. Ừ. Nhưng mà, rồi câu D dịch sao con? Câu D dịch là gì? Enter là gì? Là thuyết. Ừ. Là nói về. Cái từ ray có không biết thầy. Ray, nãy giờ mình học cái từ sled racing là gì, đúng không? Racing với là race nó như nhau mà con, đúng không? Race, vậy là race là từ đó, race là từ gì? Sled racing là gì? Ray là cuộc đua, con sled có không biết thầy. Sled là ở thì đó, race là cuộc đua. Ừ. Sled nãy giờ mình học đó con. Nãy giờ mình ở cái bài time machine mình học đó. Cái xe trượt tuyết á. Nhớ không? Xe trượt tuyết. Sled. Dog sled. Đây là câu D nó dịch là cái gì? Dịch là kể về một chuyến đi trượt tuyết ạ. Sao mà kể câu D sao kể về chuyến đi trượt tuyết được? Nếu vậy là câu D cũng đúng chứ, đúng không? Vâng. Là câu B, câu D. Còn thấy nó hơi vô lý không? Ừ. Đây để thầy dịch cho câu D cho. Vậy là bữa giờ mấy đôi khi con cũng có mấy bài con chưa hiểu, chưa có dịch nó sát nghĩa nha. Hơi dịch nó hiểu sơ sơ thôi nha. Nó chưa ổn đâu nha. Để thầy con cùng dịch thêm nhiều cái nữa cho nó chắc ăn. In this, không sao đâu. In this là khăng khăng nha, khăng khăng cái người đọc á nên tham gia. Enter là tham gia đúng không? Tham gia sled race, cái cuộc đua trượt tuyết này. Còn hãy câu B, câu D cái nào đúng hơn? Con nghĩ câu D đúng. Cái mục đích À của không, là con vẫn nghĩ câu B đúng hơn. Mời câu B. Sao mà cho người đọc tham gia cái cuộc đua này, bởi vì cái cuộc đua này nó hồi xưa rồi mà, đúng không? Sao mà tham gia được? Bây giờ vẫn có nha, bây giờ vẫn có cái cuộc đua này, vẫn có cuộc đua nó diễn ra ở Alaska nhưng mà nó không có thực tế lắm. Ừ. Cái từ glance là gì? Bữa thầy dạy là gì? Glance. What is another word that could be used for glance? Là đi diễu hành. Hả?
Glenn sẽ là đi diễu hành. Đâu thầy Glenn. Glenn. Glenn ở chỗ nào? Đó, cái từ Glenn đó. Bữa thầy cũng cho con ghi rồi đó, nhớ không? Nhưng mà ý con là nó ở đoạn thứ mấy ạ? Này, cái từ Glenn in chữ đỏ con. Từ glance chữ đỏ kìa. Đoạn thì là ở đoạn cuối, nhưng mà cái khúc Pedro glance at the information panel. Glance at đó con. Là nhìn lướt qua. Đúng rồi, giỏi. Vậy là chọn câu nào? Là con chọn câu C. Nhìn lướt qua mà con. Câu C có nghĩa là gì? Nhìn lướt qua nó giống cái từ nào trong cái bốn đáp án này? Look. Look, đúng rồi, giỏi. Câu C là gì? Câu C dịch là gì con? Câu C là trận đấu ạ. Sai nha, trận đấu nó khác chỗ nào? Gần giống từ trận đấu nhưng mà nó khác chỗ nào? Cái từ đó có phải là trận đấu không? Chắc chưa? Trận đấu là M-A-T-C-H nha. M-A-T-C-H với lại nó là danh từ, nó không có ED được đâu nha. The match, con này là march. Con kêu diễu hành, diễu hành là cái từ nào mà diễu hành? Câu C là diễu hành đó con, march là diễu hành. Câu C câu D như nhau nha, ghi vô. March với là parade, parade là diễu hành. Từ này con biết là thầy. Từ C, câu C câu D hả? Vâng ạ. Vậy mà sao con kêu câu C là trận đấu, đúng không? Câu C là trận đấu hay là diễu hành? Câu C có phải B là diễu hành chứ thầy? Câu D là diễu hành. Đúng rồi, câu D mới diễu hành, câu C sẽ là trận đấu, đúng không? Câu C là cái gì? Câu C là diễu hành đó nha. Thì hai đó đồng nghĩa nhau, giống nhau. Nhưng mà câu C không phải là trận đấu nha, có chừng nhớ lộn á. Trận đấu là M-A-T-C-H, gần gần giống thôi. Match. Câu này dễ nè. A Horn, the best friend of Pedro. Cái thằng Horn, cái thằng John này có phải là bạn thân của Pedro không? Đúng hay sai? Đúng ạ. À, bởi vì hai đứa đi chung nhau mà, đúng không? Thấy cũng không có ghi rõ, nhưng à đây này, câu đầu tiên này, his best friend nè. What's close behind him? Con thấy không? Câu đầu tiên á, cái đoạn đầu á, Pedro climbed out the metal door of the time machine on his best friend. How many dog pull its sled? Bao nhiêu con chó kéo một cái sled? Cái đoạn nào? Cái đoạn nào? Bao nhiêu con chó kéo một cái sled? Pull its sled.
C, it. Đúng rồi. A gì? Đoạn hai thời. Đúng rồi, đoạn hai, nhưng mà cái đọc sao, đọc đọc cái câu đó lên cho thầy. A gì? A. Cái từ bên cạnh từ A. It's leg. Phải không? À, sai Leg. sai nha, sai nha, Leg. sai nha. Lại lại đọc sai từ đó nha. Có phải let không? Chữ A, lodge. Slick. Lodge. Lock. A Lock. lodge, Lock. đó đúng rồi. Lodge. A lodge, đúng rồi. Lock. Còn hay sai từ đó A nha. lock. Đúng rồi, lodge. Tập nhiều vô, lodge. Lodge. Lock. Đúng rồi, đó. Lodge chứ mà lệ nha. Chữ A trước, lodge. Nó đọc lodge. Cái nào con thấy chữ E mới đọc lệ. Ừ, đó, đúng. Lodge. Okay. C. Giỏi. Where did they travel? Có Việt Nam được không? Bọn họ đi du hành tới chỗ nào? Alaska. Rồi, Alaska. Alaska. Thế bữa nay mình học cấu trúc take a look at something. Nó cũng đơn giản lắm. Cái này còn biết chưa? Take a look at something. Cái này cũng hay, khá là hay sử dụng nha. Nhớ nha, đôi khi có thể làm trắc nghiệm á, người ta sẽ hỏi đó nha. Rồi ạ. Câu chỗ này con biết rồi. Tốt. Need a, okay. Need a biết chưa? Need a as verb. Need a biết chưa? Chưa. Okay. Need a đó, thấy không? Cả hai đều không làm gì. Nè, có ví dụ nè. Neither I and she want to go fishing. Neither là nghĩa phủ định. Ghi vô nha, neither là không. Cả hai đều không, cả hai đều không. Ghi vô. Nè, trước bỏ cái từ neither nha. I and she want to go fishing. Tôi và cô ấy đều muốn đi câu cá. Nhưng mà có cái từ neither vô, nó là không nha, nó thành nghĩa phủ định. Nó thành cả tôi và cô ấy không muốn, đều không muốn đi câu cá. Đó, thấy không? Neither I and she. Đó, còn nghĩa phủ định đó là either. Ghi vô nha, nghĩa khẳng định. Either. Either không có chữ N. Ghi vô nha. Neither là không, phủ định. Either là khẳng định. Ghi thêm vô trên này là neither. À thôi, khi nào đến kia sau này sẽ có thêm một cái nữa. Không, cái này cũng không có kia luôn. Cái neither nor hoặc là either or. Cái này hoặc cái kia nè, thầy nói cho biết thêm con video cho biết, nhớ cũng được, nhớ chút cũng được. Cái này hoặc cái kia nha, cái này hoặc cái kia là either đi với là or. Either eating or sleeping đó. Cái này hoặc cái kia, cái này hoặc cái kia, hoặc là không cái này cũng không có kia luôn. Neither gì đó cộng nor, nor cộng vật. Ok, cái này không, cái này cũng không có kia luôn, nó đi chung với nhau. Sau này sẽ học ngữ pháp cái đó lớp, cả lớp 8, lớp 7, lớp 8 gì nữa con. Ghi vô đầy đủ chưa? Neither nor. Ok, neither nor, either or. Nhớ nha. Or. Cái chữ N đi chung với chữ N, neither nor, với là either or. Đó. Đó, lưu ý hai cái đó. Bow cộng chủ ngữ cộng verb. Cả hai đều làm gì đấy, nó cộng dung.
Both I and my friend love playing soccer. Cả hai. Nè, còn này là cả hai đều không làm gì, hai này nó đối lập nhau nè. Ví dụ nha, both. Còn ghi chú cái nãy mình học nè, ghi chú vô đối lập của cái neither, both là đối lập của neither nha. Ghi cái dấu bên cạnh á, ghi cái dấu đối lập vô. Bởi vì hai cái này là nè, cả hai đều không làm gì, cả hai đều làm gì. Ok. Thì bữa nay đã đến đây thôi, nhưng mà từ từ trước khi thầy cho con co cái mấy cái ví dụ nãy thầy cho con thấy. Ok. Bữa nay là xong rồi, nhưng mà ví dụ cái nãy cấu trúc hồi nãy thầy chỉ con. Ok. Cho con biết rõ hơn chút về phân biệt nè. Hoặc cái này hoặc cái kia, hoặc không cái này cũng không cái kia luôn. Neither nor, either or, okay. Nè, neither danh từ, nor danh từ, đại từ, okay. Hai thứ này, ví dụ này, neither I nor you, alright. Có không đúng bạn không đúng. Đó, con thấy không? Ví dụ không? Nó chỉ người này, chỉ đại từ xưng hô này, I and you nè. Đó. Rồi ở đây là Mr. Hứng like neither wine nor beer. Ông Hùng không thích rượu cũng không thích bia. Đó, vừa không thích rượu vừa không thích bia. Đó, con có hiểu thêm về cái công thức này chưa? Cái cấu trúc này chưa? Yeah. Ừ, tốt. Nè, neither Lang nor my his girlfriend. Đó, một cái đã ghi neither ở đây rồi. Mà có hai vật đó nha. Là phải có chữ no. Đó, neither no. Cả hai vật nha, nhớ hai vật. Cấu trúc either or. Nó cũng y chang gì nhưng mà khẳng định. Đó, danh từ. Này each. Now want to ask either you or me. Bạn hoặc mình to help him repair his computer. Okay, nhớ nha. Bạn hoặc tôi. Either her parent or she be invited. Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời tới nha. Hoặc nha. Chứ không phải là cả hai đâu nha. Đủ quý á. Giờ đang coi cái gì phải lưu ý không ta? Nè, con thấy không? Mà có S đàng hoàng nha. Đủ quý nha. Ring has, it has, nè, chia động từ bình thường. Cứ bình thường vậy thôi, chỉ là đó, mình kèm giữa, con muốn học cái này hoặc cái kia, đó, thì kẹp giữ vô. Either or, hoặc là neither, no. Nè, hoặc là hai cái vật, hai cái, ví dụ hai cái hành động đi nha. Đó, nè, không uống rượu. Không hút thuốc, đó hai cái hành động, thấy không? Cũng có S bình thường. Không nói về hai cái hành động này. Lang either stay at home hoặc là go out. Đó, thì hai hành động không? Đó, đơn giản là vậy thôi. Ok. Ok, bữa nay đến đây là ok rồi. Về ôn từ mới, ôn lại nha, thầy thấy bữa nay con có vấn đề với từ mới với là đọc hiểu cái bài bữa nay ấy nha. Vậy là chưa có đạt yêu cầu đâu á. Về học thuộc từ mới cho thầy là được, với lại ôn cái phần phát âm. Ok. Ok. Con, ok. See you next week. Tuần sau mình gặp See lại nha you con. Next bye bye con. Goodbye. Goodbye. Bye.